Kính thưa toàn thể chư quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì hôm nay ở đây là cái trạm cơm, có nghĩa là cái quán cơm không đồng của Bảo Trân ở tại ấp 3 xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì trong những cái tháng mà bình thường thì một tháng 4 ngày đó quý vị, thì cũng có thiếu những cái vật liệu rất là nhiều, cũng như là đãi cơm cho bà con rồi cho đi ở trong đồng. Nhưng mà từ đây cho tới tháng 7 đó là chuẩn bị, đó là đãi suốt một tháng để mà cho bà con nghèo, hỗ trợ là vào cho bà con để bà con đi đồng, đi hái ớt hoặc trồng ớt gì đó. Thì cũng ngưỡng mong toàn thể cô bác anh chị em trong và ngoài nước đó có lòng từ bi hảo tâm đó giúp đỡ giùm ở trong cái trạm cơm không đồng của Bảo Trân, là gia đình xin thành thật cảm ơn. Và trước mắt đó là ở đằng trước này nó cũng còn thiếu những cái máy ở đằng trước đó, để chuẩn bị cho bà con người ta tới đó, người ta đục mưa, trú mưa và uống nước, những cái bình nước để trước đó quý vị, để cho bà con người ta nghỉ ngơi. Nhưng cũng còn nắng quá, thành ra cũng cầu mong bà con có lòng hảo tâm để hỗ trợ giúp giùm trong cái khoản để cho mình làm cho nó trọn vẹn ở trong cái phần chạm cơm và lót thêm cho bà con người ta vô người ta dùng cơm. Và đây đó là cũng giới thiệu cho bà con biết, đó là ngay cái điểm trạm cơm Bảo Trân, quán cơm không đồng là đãi ngày thường là 19, ngày rằm 14 rằm và 29 30 đó quý vị. Thì cái hoàn toàn đó, nếu quý vị có lòng hảo tâm mà giúp đỡ trong cái quán mà cơm không đồng, thì xin liên hệ cùng các mấy đệ, cũng như là mấy đệ Hiếu, đệ Ngô Cường, đệ nào cũng được. Thì mấy vị nó có quay đó thì đăng lên đó, cứ hỗ trợ giùm. Thì tôi thay mặt trong cái tổ cơm cháo đó xin thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin gạo vậy Và xin luôn, xin gạo luôn đó. thôi cho tao nói luôn đi. Và cũng cầu mong cho bà con á, và xin nói thêm là trong cái tháng 7 này là đãi suốt một tháng 7 đó. Quý vị nếu quý vị có hảo tâm giúp đỡ giùm số gạo và cộng thêm một số trà vài chục phần hoặc 50 60 phần gì đó, để bà con mình giúp cho dân nghèo ở trong cái vùng là An Phong này, thì cũng ngưỡng mong toàn thể cô bác và anh chị em giúp đỡ giùm. Thì thay mặt tất cả bà con nghèo ở trong cái xã An Phong này, rất là nhiều cô bác đang bệnh tật, đi xe lăn và bán số đồ nhiều đó ghé đây đó. Thì bà con cũng có lòng hảo tâm để giúp đỡ giùm, tôi cũng thay mặt toàn thể cô bác cảm ơn quý vị nhiều. Nam Dạ, mô A Di Đà Phật. thì cái thương tám trong lúc đãi cơm đó là mình có đãi sữa đậu nành rồi như đầu tất cả đồ ăn thức uống kia luôn hen. Dạ có, là kể như nếu bà con ta tới đây á là dùng cơm thì trà đường rồi nước, nước lọc hoặc là nước đá rồi cà phê, rồi bà con cứ dùng. Đó là trong suốt là trong một tháng 7 đó, là liên tục trong tháng luôn. Dạ, thì ngoài ra chú tám có xin thêm là bao nhiêu phần gạo để cho bà con mình những cái. Dạ thì cũng nói thêm với cô bác, nếu mà trong cái tháng tháng 7 đó thì thường thường thì bà con cần nhất là trong ở đây tôi có ghi ở trong cái số mà bà con nghèo ở trong cái ấp và cái xã của mình đó là 100 phần lận. Thì 100 phần gạo đó, nếu cô bác có quan tâm tới thì cũng xin cô bác cũng giúp giùm cái phần đó, để trong cái tháng 7 mình đó là giúp đỡ cho bà con nghèo ở trong cái tháng 7, để hồi hướng công đức cho cửu quyền thất tổ của quý vị đó. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì hôm nay là ngày mấy mình ông Tám đã đọc cho bà con biết rồi đó. Và ngày hôm nay á là theo cái ngày 21. ngày âm lịch là ngày 21 Dạ. tháng 6. Thì đây cho tới ngày 13 14 tháng 7 thì nó cũng không còn bao xa nữa. Dạ. Đó, thì trên dưới cũng 20 cả như 20 mấy ngày thôi. Dạ, tới ngày đó là mình mới cho gạo Dạ, nghe. thì cái ngày đặc biệt đó là cái ngày đó, là cái từ cái ngày 13 12 là bắt đầu mình chuẩn bị rồi. Còn mà cái ngày mà đãi cơm đó, mong cầu bà con giúp đỡ giùm, đó là bắt đầu ngày 28 tháng 6 là bắt đầu nấu cơm tới cho luôn qua tới tháng 7. Vậy là 28, 29 Dạ, là 28, 29 sáng là là phải cần những cái vật vật dụng để mà mình lo đó, nào là gạo thóc, nào là
đường, bột ngọt, nước tương đồ này kia để chuẩn bị để đãi cho bà con. Rồi, Nó vậy vậy đó. bà con người ta muốn đến đây ta làm công quả này kia với ông Tám cũng được luôn ha. Dạ, cũng đó là một cái thành thật cảm ơn bà con nhiều, để cùng chung sức với nhau để mình lo giúp cho bà con nghèo ở trong cái thời gian mình cho cơm cho bà con đó. Thì quý vị nghèo và nhờ có một hai hộp cơm mà đi đồng rồi này kia thì khỏi mua được vài chục ngàn, thì cái điều đó là quý nhất. Cũng Thế vậy tránh đó. cho được bà con ta những ngày Dạ. đó ta bớt mạnh Dạ. nữa. Thì suốt là trong một tháng đó thì bà con là đỡ ra cái đồng tiền. Nó như vậy thì cũng mong muốn bà con đồng đạo của mình trong ngoài nước cũng hỗ trợ giùm. Rồi xin thành thật cảm ơn nha. Rồi ông Tám nói về cái máy hiên này xíu là bây giờ ông Tám có được cái nhận vật liệu gì rồi mình cần thêm điều gì? Và đây á thì cái máy hiên này hiện tại bây giờ đó mình còn một cái khoảng trống trước, thì chỉ có là chỉ được là cái phần cột bằng xà gồ, có nghĩa là sắt đó, thì bây giờ mình còn thiếu là 6 cái tấm thiếp chiều ngang này đó, dài 3 thước, và đòn tay với kèo, để như là nó chỉ có cột thôi. Thì cũng thông báo cho bà con nếu ai có hỗ trợ giùm, thì 6 cái tấm thiếp chiều dài đó là 3 thước, là như vậy đó là 10 cả như 20 thước thiếp, và tất cả là những cái phần xà gồ đó mình gác đòn tay dưới kèo để mình lo cho bà con nghỉ ngơi ở đằng trước. Khi ai mà có bán số rồi tới ăn cơm thì mình bắt bàn ra đây để cho bà con ăn rồi nghỉ ngơi uống nước ở đây. Nó vậy đó. Vậy là cái cửa này mình có vợ ngoài không hay là Dạ. cửa lấy gan gì? Cái cửa này thì cái phần này thì đó mình đi thẳng ra dẹp hết trơn toàn bộ mấy cây này. Che mưa che nắng đó Ờ, hả? mình che luôn, che mưa che nắng luôn. Nó vậy đó. Rồi, về tổng kinh phí cái đó là phải bao nhiêu tiền? Thì ở trong cái kinh phí mà làm cái phần mà cái máy này như vậy đó là mình tính ra là thiết đó là 100 ngàn một thước, nó 20 thước là nó 2 triệu, còn cái phần mà toàn bộ trên dưới là khoảng chừng cỡ lót luôn cái này là khoảng chừng cỡ 11 12 triệu mới đủ. Lót luôn, lót gạch luôn. Tổng hóa là khoảng 15 triệu. Dạ, nó vậy đó. Rồi vậy là mình lót gạch bông như thế này Dạ thôi thì lót đó, quý vị mình thấy rõ đó ha, là lót toàn bộ ở đây là bắt bàn ra cho bà con mình ngồi ăn trên bàn luôn. À, đó là mấy cái bàn để Và cái cho bàn bà này em để đó. đãi cơm. Nó vậy đó. Có nghĩa là mình sắp Bàn đến để là chú Tám chuẩn bị và cho bà là con. mình trưng mấy cái đồ ăn đó là mình đã để Dạ. giống như là mấy cái kệ kệ bên lẫy Dạ, ha. đúng rồi, nó vậy đó. Giờ đem ra đó thì bà con người ta ngồi ở trên bàn để có ghế rồi đó, bà con ăn. Nó vậy đó. Rồi để tôi làm đủ 10 phút được. Thì kính thưa chú Tám thì cái việc này đó là chú Tám làm được bao lâu rồi? Dạ thì kính thưa quý vị, cũng để nói thêm cho đại biết là trên dưới là khoảng chừng cỡ 10 năm, 10 10 năm năm rồi. nay gia đình tự phát ra làm. Có Dạ. nghĩa là trong gia đình con rồi dâu rể rồi chú thím tám đó thì có nhiêu làm nhiêu. Cái đó là thật sự mình nói, chẳng những là trong gia đình mình đi làm mướn hay nhiêu vậy đó, thì mình cứ đem cái đồng tiền đó về, cũng như là mình mua gạo hoặc là sườn non hoặc dầu gì đó, mình làm mướn ngày nào đó mình được nhiêu thì mình mua để về mình làm. Nó vậy thôi. Rồi có cộng thêm cô bác ở xóm cũng như đồng đạo mình đó cũng hỗ trợ, nào là đồ rẫy rồi nào là những cái vật gì mình cần thiết, bột ngọt đường rồi đó cũng tiếp vô chút đỉnh. Nó vậy đó. Thì cái lúc giờ thì nói chung để cưa với chú Tám đến năm Dạ. nay thì chú cháu mình là người tiên hợp tác với nhau thì Dạ. cũng mong được cái sự ủng hộ của cô chú chị em đến đây để mà tiếp tay người tiếp công người tiếp của để làm cho rạng danh đạo sáng danh thầy để mà giúp đỡ cho bà con ở trong cái lúc mà mưa bão thế này. Dạ. Rồi thì kính thưa chú Tám làm gạo bây giờ đó thì nó lên giá này kia đó thì mình giúp đỡ cho bà con vậy phải là quý báu quá không? Dạ đúng rồi, đây là một cái điều kiện mà hiện tại giờ bà con đang khao khát. Hổm rày cũng có nhiều vị để cô bác người ta đi bán số đó, người ta cũng hỏi là trong cái tháng 7 này có giúp giùm cho bà con người ta không, thì cái này là chú cũng chưa có dám hứa, là bởi vì mình chưa có nắm cái phần chắc ăn, mình cũng không có dám hứa được. Thì cũng ngưỡng mong toàn thể cô bác anh chị em đó cũng lấy cái hết sức, có nghĩa là lấy cái tâm từ thiện để giúp đỡ cho bà con trong cái lúc là nghèo khổ, trong cái lúc này đang gặp cái cảnh mà mưa gió rồi không làm ăn được rồi thất nghiệp rất là nhiều Dạ đó. thì như vậy thì 100 phần đó chú Tám có định là bao nhiêu không chú Tám? Thì trong 100 phần đó thì hiện tại bây giờ nếu mà gạo mà có rẻ gì là cũng là một 15 một 15 ngàn đó, 15 ngàn một ký đó. Dạ thì Dạ. một phần vậy là Thì chú Tám 15 định triệu cho đó. 10 10 10 ký hay là bao nhiêu ký? Và cái đó là một phần đó là 10 ký 10 ký. À. Nó vậy đó.
thì mình cũng thông báo cho bà con vậy đó ha. Nếu quý vị nào có giúp đỡ được thì cũng thay mặt bà con nghèo ở trong cái vùng An Phong này đó, cũng cảm ơn bà con nhiều lắm, bởi vì gặp cái hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều ở đây đó. Nước hàng ngày đó, mỗi một ngày như vậy đó là cái thùng nước này đó đổ vô đó cho bà con uống và ghé đây nè. Đó bà con mình thấy đang gặp cái nắng đó ha, nắng nôi mà nếu che được rồi bà con người ta vô đây ta nghỉ ngơi vậy là quý vô cùng đó. Bởi vì coi như là mình gặp khác thì mình uống nước, còn mà nắng nôi mưa gió thì mình vô đây mình nghỉ, đó là cái điều đó là đúng theo cái lời của thầy đã dạy đó. Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi, lúc nắng hạn thì từ bi giúp nón đó, cái đó là đúng vào cái lời của thầy dạy. Thì cũng mong bà con gắng cố gắng hỗ trợ giùm, tôi cũng thành thật cảm ơn bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thì một lần nữa cảm ơn chú Tám với tấm lòng của chú Tám để giúp đỡ bà con nghèo để Dạ. mà trong cái nơi xã huyện này để mà được cái phần nào dỡ đi cái sự khó khăn trong cái thời điểm hiện tại. Dạ. Rồi thì kính thưa chú Tám là bây giờ là nói chung là bà con người ta cần uống nước này kia đó, cần cái máy xây đồ nặng này kia không? Chú Tám có Dạ, việc nêu dạ. lên hết đi. Bây giờ thì ở trong cái tổ đẩy nước thì cũng xin nói thêm bà con nghe. Ở trong toàn bộ ở trong cái tổ đẩy nước này hai cái đại lễ, một là ngày 18 tháng 5, hai là ngày 25 tháng 11. Cần nhất là những cái máy xây đậu nành. Và cái thứ hai nữa là thêm được những cái máy ép cam. Cái bàn ép cam nó bị gì mình mua rồi nhưng mà nó cũng vẫn còn thiếu, bởi vì 5 người mà vẫn còn là không có đủ cái số lượng cam để mà cho người bà con ta uống. Hôm đó là đệ Hiếu có hỗ trợ tiếp cái phần đó để mua cái phần máy ép cam đó. Thì cũng nhu cầu bà con có thể giúp được thì một là cái máy xay đậu nành, hai nữa là thêm chừng hai ba cái máy ép cam nữa. Và ở đây thì dụng cụ mình đã có, nào là thùng mút rồi này kia có hết rồi trong cái tổ mình để phục vụ cho đại lễ 18 tháng 5 hoặc là ngày 25 tháng 11. Thì nói chung á, là chú Tám làm việc á, để rất là quan ninh, để Dạ. thấy được những sự việc nó rõ ràng. Dạ. Nhưng mà cái điều đặc biệt của chú Tám giống như là mình kinh doanh mà mình thiếu vốn vậy đó, Dạ đúng mà rồi. nguyên liệu thì mình đã có rồi. Dạ. Giống như chú Tám các nhà từ thiện đó, chú Tám có cây, dư sức có cây luôn rồi Dạ đó, dạ. mà cái nền với cái gọi là cái này kia thì Là lại không không có. có. Dạ. Như vậy để hiểu, Nói để vậy đó. nói lên cho bà con ta biết Dạ. đó. Chẳng hạn như là bây giờ muốn mua máy xay đậu nành thì chú Tám đã có đậu nành rất là nhiều quý vị Dạ. đó, nhưng mà thiếu cái máy Dạ là xay. nói Như vậy đó. máy kem này, máy máy cam thì rất là nhiều cam đã có, Dạ. ký nó có mấy ngàn à, nhưng mà lại không có máy ép đó. Dạ. Như vậy đó. Rồi thì một lần nữa cũng cảm ơn chú Tám nhiều nhé. Dạ Giờ dạ. chú Tám được sức khỏe, giờ bà con mạnh thường quân có xem được đoạn video này, nhớ ủng hộ cho kênh mấy anh em. Thì cứ việc điện vô từng kênh của mấy anh em để mà mấy anh em ở đây chung tay chú Tám để mà giúp cho cái sự việc này nó được ngày càng phát triển hơn ạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cho biết á, trong cái giai đoạn, trong cái thời kỳ này đó, thầy cũng nói rõ cho mình biết đó là những người quá bụ hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Thì cũng đây là những cái lời của Đức Thầy đã chỉ dạy cho tất cả trong tín đồ cũng như là tất cả bà con gắng cố gắng để mình làm phước thiện. Mà hiện tại bây giờ đó Đức Thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên rài đó. Như vậy thì bà con mình nhớ đó, mình có của có tiền dư giả thì nên nhìn lại những cái cô bác anh chị em mà đang gặp cái khó khổ đó, mà thầy nói rõ cho mình biết đó, gặp cơn mưa ta hãy cho tơi, lúc nắng hạn thì từ bi giúp nó. Mà thầy kêu gọi tất cả bà con mình nó lên nhắc nhở những cái đoạn mà thầy lời vàng ngọc của thầy để chúng ta chung tay góp sức giúp cho xã hội trong cái lúc mà gặp những cái tai nạn mà hiện giờ đó bà con mình thấy đó, mùa màng thất bát, tất cả những cái nghiệp mà bị thất nghiệp ở tại ở ngoài vùng ngoài như Bình Dương hiện giờ về đây rất là nhiều, mà có thể là ghé đây để xin cơm ăn nữa đó. Thì ở đây đó Đức Thầy kêu gọi cho mình biết đó là trong cái thời kỳ này đó mình phải chung tay góp sức để hỗ trợ cho bà con trong cái lúc là hoạn nạn, thì đó là một cái điều quý báu nhất của tất cả bà con trong vùng đạo của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Đức Thầy cũng cho biết theo lời chú Tám vừa chia sẻ đó, là muốn cho gánh nặng quá cù xả thân làm phước, diêm phù được lên hen. Dạ Rồi, cảm ơn chú Tám nhiều ạ. dạ